Đây sẽ là món ăn đặc biệt nhất mà em Huyền sẽ dành tặng cho mọi người nhá. Chờ đến phút cuối cùng. Wow. Trời ơi. Nhà mình có bà ngoại xuống chơi mà mấy hôm vừa rồi mình làm đồ chiên giòn bà không ăn được, vì người già sẽ không ăn được đồ dầu với cứng, nên hôm nay mình sẽ làm một món vừa mềm lại giàu dinh dưỡng để bà ăn được cùng con cháu. Món hôm nay đặc biệt lắm nhá. Bên trong là gà, bên ngoài là dạ dày, nên mình đặt cho nó cái tên mỹ miều là bao tử ôm gà hầm tiêu. Món này rất giàu dinh dưỡng, dễ ăn dễ tiêu. Nguyên liệu với gia vị thì đơn giản lắm. Mọi người chuẩn bị ngay một anh dạ dày và một em gà khoảng 1 cân 2 là đẹp đôi. Rửa sạch cặp đôi uyên ương rồi ướp gia vị. Chờ giờ đẹp là vào nồi thôi. Gia vị có hành ớt băm trộn với rau răm, thêm một thìa hạt tiêu, một thìa aji ngon và một thìa dầu hào. Trộn đều lên, kế tiếp là massage anh dạ dày bên trong, rồi đến em gà xoa bóp một lượt từ trong ra ngoài. Riêng em gà thì ưu tiên cho thêm 3 củ sả vào trong cho ấm cái bụng. Xong xuôi là cho vào nồi hầm khoảng 20 phút là được nhá mọi người. À các bạn nhớ là nhét gà vào rồi thì hồi sức cấp cứu khâu anh dạ dày vào đấy. Còn đây là món bao tử ôm gà hầm tiêu của mình. Xin mời các bạn nhé.